Tại thời điểm gây án, Nguyễn Lâm Thành Tiến, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, mới 16 tuổi nên công an thành phố Buôn Ma Thuột đã mời cán bộ của thành đoàn Buôn Ma Thuột đến giám hộ buổi làm việc để tống đạt lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tiến để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 6, Tiến cùng Nguyễn Vũ Thảo Vi, 31 tuổi ở phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột cùng 4 người khác đến nhà của một người quen ở phường Tân Lập ăn nhậu. Tại đây, do quen biết từ trước nên Vi đã nhắn tin rủ anh Vũ Văn An, 24 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đến nhậu cùng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, An đến rồi tham gia cuộc nhậu. Một tiếng sau, An chủ động mời cả nhóm đến một quán karaoke ở gần đó để hát. Đến 22 giờ 30 phút, An thấy mệt nên để lại 800.000 cho mọi người thanh toán tiền hát rồi xin về trước. Tuy nhiên, Vi không đồng ý rồi trả lại số tiền trên và yêu cầu An ở lại hát tiếp. Lúc này An cầm tiền đi ra khỏi phòng để về thì bị Tiến cùng một số người trong nhóm lao vào dùng tay, chân, đấm đá khiến anh An bị chảy máu mặt, nằm gục trên ghế của phòng hát với tỷ lệ thương tích 2%. Sau đó Vi lục lấy của anh An 800.000 đồng, còn Tiến lục lấy 1,5 triệu đồng. Lúc này Tiến cầm số tiền chiếm đoạt được đến quầy lễ tân để thanh toán tiền hát nhưng bị Vi ngăn cản không cho. Sau đó Vi nói với nhân viên quầy lễ tân có người còn lại trên phòng hát sẽ xuống thanh toán rồi cả nhóm đi về. Anh mới vô anh ngồi sát chị Vy xong rồi chờ đùa rồi này nọ, xong chị Vy mới quay ngồi bên cạnh em, xong rồi em bế đứa con về, cái là tự nhiên anh bỏ về em mới kêu anh nghĩ là anh cầm tiền anh trốn về kìa, xong anh nghĩ ra anh nghĩ lôi vô hỏi thì anh nói là tao nhém chơi cái loại người như chúng mày rồi. Nói chung là khó chịu. Xong rồi em mới nghĩ tức muốn ảnh mới đỡ vậy nè, xong rồi nằm xuống ôm cái đầu nằm nghiêng vậy luôn, xong rồi chị Vy mới lấy 8 triệu trên tay ổng, còn em thì em lấy tiền ở trong bóp ở trong túi trái của ổng, em lấy 1,5 triệu, cái là xuống em có nói nhân viên là tính tiền rồi nhưng mà chị Vy đồ mới ngăn lại kêu là còn bạn chị ở trên để bạn chị tính, cái là em mới nhét tiền vội vô túi lại xong về đến nhà là rớt hết 1 triệu còn có 500. Xét thấy hành vi của Nguyễn Lâm Thành Tiến là nghiêm trọng nên công an thành phố Buôn Ma Thuột đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Riêng Nguyễn Vũ Thảo Vi cũng bị khởi tố cùng tội cướp tài sản, nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để chăm con. Các đối tượng còn lại trong nhóm của Tiến và Vi hiện đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục triệu tập làm rõ để xử lý theo quy định.